từ từ. Cứ lên đi. Cái này nhảy đầm hay là bị giết người vậy? Không sợ. Rồi má này làm gì chặt não luôn vậy? Mày nói gì đi tìm mà hả? Rõ ràng tao cho tao hỏi cái câu mày nhảy cái này là nhảy gì? Nhảy đầm. Nhảy đầm hả? Mày nghiên cứu cái điều nhảy để đâu vậy? Trời ơi là trời. Sao mà mày... Cái gì? Bà cấn kẹt hát hay sao? Cái tôi nhảy đó mới vừa. Em nói vừa vừa thôi, biểu diễn thôi. Bị gì hả? Dòng bị đi quỷ. Hả? Bị té hả? Dòng quỷ so bóp cho không? Rồi đi vô đi. Hả? Rồi ai cũng nghĩ sao bà đứng yên vậy trời? Nhảy đi má. Không, tao bán vé để kiếm lương nuôi tụi bay. Vô mẹ. Nhảy lại. Bà làm mẹ sách đồng. Rồi đi tăng cô đi kìa. Trời ơi. Lấy xin ngô. Đi. Bà hát bài nữa, bà có khi bà nằm cho về tự gãy á. Cái con bóng gì hết trơn này. Đây nó định hốt cốt bà đó bà. Cái gì vậy? Nó gì vậy? Hả? Kim tiến cắt bị đau. Bị kim tiến cắt. Việt Nam nó hốt vậy nha, đâu có hốt. Trời ơi là trời. Rồi ra số đi, làm sao tôi cho bà nhảy thêm 8 đi. Ok. Ai Di Đà Phật. Rồi vô. Ủa xuống bài tự nhiên luôn. Trời ơi trời. Yeah.